Thưa quý vị và các bạn, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy năm châu chiến đậu địa cầu có vai trò vô cùng quan trọng của lực lượng pháo binh. Từ cuối năm 1953, các đơn vị pháo binh hành quân lên Điện Biên với tinh thần tới đích đúng thời gian, đảm bảo an toàn người, xe pháo và khí tài, bí mật tuyệt đối. Tham gia vào lực lượng ấy có những người con của quê hương xứ Nhãn. 70 năm đã trôi qua, những ký ức và niềm tự hào về người lính pháo binh trên chiến trường Điện Biên Phủ năm xưa vẫn vẹn nguyên trong họ. Giọng nói vẫn sang sảng, sức khỏe dẻo dai, mô tả về chiến trường vẫn đầy khí thế. Không ai nghĩ ông Tô Tần đã 92 tuổi. Có lẽ chiến trường đã tôi rèn cả bản lĩnh và sức khỏe cho ông. 18 tuổi, với chí trai không ngại gian khổ, chàng thanh niên Tô Tần khi ấy xung phong lên đường đi theo tiếng gọi của Đảng, của Bác Hồ. Và 22 tuổi, ông đã có mặt tại chiến trường Điện Biên Phủ. Chia sẻ về cái duyên được làm lính pháo binh, ông Tần bảo lính pháo binh thì phải thế, phải to, phải khỏe. Đầu năm 50, bắt đầu vào tuổi 18 ấy, là tôi xung phong đi bộ đội lúc ấy tự nguyện cho các lớp các nghĩa vụ đâu mà. Lúc đó là đúng là cái tuổi là đẹp nhất đấy, hăng hái. Lúc đó là nói chung là trước khi chúng tôi đi học lục quân phải 2 tháng vác vũ khí về nước, thì tôi sang đó là cho học pháo binh. Lúc pháo binh là sở dĩ là to con. Cứ như vậy, với tinh thần hăng hái, nhiệm vụ nào cũng nhận, người lính pháo binh năm xưa đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Một đời quân ngũ với rất nhiều chiến công được ghi nhận, nhưng khắc ghi mãi mãi vẫn là hình ảnh và tinh thần của anh lính pháo binh trên trận địa Điện Biên Phủ khi xưa. Cùng chung miền ký ức về những ngày được làm lính pháo binh trên chiến trường Điện Biên Phủ, ông Hoàng Đức Hinh, năm nay 92 tuổi, vẫn nhớ như in những kỷ niệm thời ấy. Đi vui hội, đi hai bộ đội với dân quân đi chen nhau đi, sướng lắm, vui, nó có khí thế lắm. Tôi là pháo binh, chúng tôi ra các trận là tôi hỗ trợ. Đó, đánh trận nào thì chúng tôi là pháo binh hỗ trợ cho trận đó. Sâu xa ác liệt nhất là phải nhớ in trong đầu, không thể quên được. Hôm tôi nhớ mình kéo pháo thì bị địch nó hoàn pháo, thì 1-2 giây thì một cái dây nào mà trùng xuống thì dây kia bị càng pháo cái gạt. Vì 2 giây anh nào mà làm trúng trước thì anh thoát, anh nào không làm trúng thì cái dây thứ hai nó gạt. Khó khăn, gian khổ và hiểm nguy như vậy, nhưng thẳm sâu trong ông vẫn là niềm tự hào được tham gia góp sức cho chiến thắng ngày ấy. Thực sự cô đúng tự hào quá, vinh dự quá, vì nó là chiến dịch vĩ đại rồi, chiến dịch chưa từng có từ trước nay, nên được tham gia lại là rất là sung sướng. Cũng như ông Tần, ông Hinh, nhiều người lính pháo binh quê Nhãn năm xưa đã mang theo sức trai tuổi đôi mươi và lòng yêu nước, tinh thần quyết chiến để góp sức cho chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Họ xứng đáng với danh hiệu chân đồng, vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng mà Bác Hồ đã khen tặng.